Hey, mình là Di đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game mới có tên là Bee Simulator ha. Thì cái game này nói về mình sẽ là một cái chú ông mật, và mình sẽ đi hút mật vòng vòng thành phố và mình đem về tổ ha. Đó, thì đây là cái đoạn đầu game giới thiệu. Ông là một cái loài thụ phấn, sao ta? Làm việc hiệu quả nhất trên thế giới ha. Và nó thụ phấn tới hơn 100 loài khác nhau, trái cây rồi cái kia các bạn. Và nếu không có nó thì cái cuộc sống mà mình từng biết nó sẽ kết thúc. Kiểu không có con nào thụ phấn nữa thì tụi nó không có phát triển chắc các bạn. Và mấy con ong này sẽ gặp rắc rối. Đây là một tựa game khá là thú vị ha. Mình thấy mình sẽ là một vai con ong, xong rồi đi vòng vòng mình phá, mình làm gì đó mình cũng chưa biết được nó cho mình làm những cái gì trong này nữa. Nhưng mà mình cứ chơi thử xem như thế nào. Và tựa game này chắc hiện tại chỉ có bán trên Epic Store thôi. Còn bên bên Steam thì chắc khoảng cuối tháng 12 nó mới mở bán trên Steam ha. Pesticides, low nutrition and viruses which all weaken our natural pollinators. Này cảm giác như mình đang coi phim hoạt hình đó các bạn, giống như phim hoạt hình giống luôn. To see how even the smallest life can matter and be the change. Ok, thế là xong cái đoạn giới thiệu lúc đầu thì giới thiệu về ong này kia thôi ha. Đó, và nó tới 20.000 cá thể bi 20.000 cá thể ong trên toàn thế giới. Bee Simulator, một cái tựa game rất là thú vị, nhìn nó dễ thương cái kiểu gì các bạn. Pick a profile. Chắc là chọn con hả? Hay là mình chọn cái hình sale thôi. Easy hoặc là hard. À, nó như nhau thôi các bạn, này là easy thôi nha, mới chơi mà. Rồi. Và cái độ khó trong game này mình có thể tùy chỉnh bất cứ lúc nào nha các bạn. Mình có thể chỉnh qua easy hoặc là hard bất cứ lúc nào luôn, chứ không phải là lúc đầu không ha. Nó có cả split screen, có nghĩa là chia ra hai màn hình và hai người chơi khác nhau luôn. Một người sẽ là chơi bằng phím và một người sẽ là chơi tay cầm. Game này dành cho những bạn thiếu nhi chơi cũng ổn lắm á. Ok, vô game luôn ha. Xem thử cái tựa game này nó như thế nào. Mình đặt cái tựa game này trên wishlist cũng lâu lắm rồi mà trên Steam nó chưa có bán. Để coi đoạn phim đầu đi. Game này thì bạn nào dị ứng ong thì sau khi xem xong chắc chơi xong chắc sẽ bớt dị ứng đi. Mình nhìn nó rất là cute, nhìn trên này rất là cute, còn bên ngoài thì thôi đừng có đụng nó. Đụng nó chích cho thấy bà luôn. Này là quá trình sinh sản ong à? Phải cấp a little bee. Chắc là đây là lúc mà mình được sinh ra. Nhìn nó dễ thương luôn các bạn. Ủa thiệt luôn á, nhìn hoạt hình nhìn đúng dễ thương luôn. Hello you. Hive, sweet hive. Ooh. I'm finally here. Okay. I learn how to move. A new hatchling. Hi little one. Con ông nào mà nó có cái hình cái dấu 300 nó đang nói chuyện với mình đó các bạn. Bởi vì nó đặt tên mình là cái gì? BB đi. BB. Mình thấy cái tên này nó khá là thú vị, BB. Rồi ok. Great. Well, BB. First things first. Let's teach you to fly like a bee. Ừ, bây giờ nó hướng dẫn mình cái cách bay để giống một con ong ha. Go on. Let's get those wings moving. WASD di chuyển, E là bay lên cao, W là hạ xuống thấp và quay vòng vòng xem xung quanh là bấm con chuột quay vòng vòng. W nè. S nè. D, A, E, Q. Đó, ok, hiểu biết cách bay rồi. Thú vị, thú vị. Bây giờ tới cái phòng construction room. Từ cái con chuột của cái game này nó hơi chậm một xíu, mình phải chỉnh lên xíu mới được. Mouse sensitivity. Game pad này là dành cho tay cầm nha các bạn. Ok, nó nhạy hơn rồi đó. Đây là tổ ong ha. Golden marker. À, đi theo cái điểm màu vàng này, nó lúc nào nó cũng dẫn đường mình bằng cái điểm màu vàng này hết á. Bây giờ đi tới cái... Wow, đã và ấy tới hai đường luôn kìa. What's up, BB? BB nghe tên rất là thú vị luôn các bạn. We have a special place where you can learn how to be a bee. Just fly through this crack. Ok, bây giờ bay xuyên qua cái nào hả?
À, bay vòng 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 mấy cái này hả? Ê, đừng nói đi ra ngoài thành phố nha. Ê, ê, ê. Đi ra thiệt nè các bạn ơi. Mình đang ở khu rừng. Quá, đây là cái tổ ong của mình lúc nãy đâu mất tiêu ta không thấy. Không đâu mất tiêu rồi, bây giờ nó kêu mình là bay theo cái điểm này. Tìm Alice. Đó, các bạn bay những cái điểm này nó sẽ dắt các bạn đi ha. Thực ra là các bạn chỉ cần bấm W thôi, còn di chuyển các bạn quay con chuột là sẽ di chuyển, nó sẽ mượt mà rất là nhiều so với mình bấm những cái nút di chuyển qua lại AD. Để mà thành một con ong thực thụ thì mình phải biết cách làm sao để mình thụ phấn. Đúng không? Cái này kiểu mình đi thụ phấn như mình đi lấy phấn hoa cũng là nó luôn á, mình chỉ cần bay ngang qua thôi là nó sẽ tự làm cái bước này. Khá là đơn giản. Chứ không phải là mình phải đậu vô rồi mình phải làm mấy công việc của ông nữa ha. Mình đi vòng vòng đủ 20 cái thôi. Các bạn thấy di chuyển bằng chuột nó sẽ mượt hơn và nhìn nó hay hơn rất là nhiều so với mà mình di chuyển bằng cái kia. Ở đây nó có hai cái, một cái là hình giống như hình cái bông hoa, là giống như kiểu nó là túi 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 túi, túi thụ phấn của mình hả ta? Phấn hoa mà mình thu thập được nó đầy rồi thì mình không lấy được nữa, mình nghĩ là vậy. Ây da da. Ê, cái màu xanh là cái gì mà nãy mình đụng đít xuống dưới cái kia cái nó tăng cái màu xanh lên chút xíu rồi. Phải tăng cái di chuyển chuột lên xíu nữa. À, nó nhảy hơn rồi nè. Nãy chưa quen. À, game này nếu mà những bạn nào có hơi gọi là hơi khó chịu về những cái di chuyển này nè thì có thể các bạn sẽ thấy chóng mặt một xíu. Rồi, xong rồi. The world is filled with different flowers, which our vision sees in different colors. Ồ, cái thế giới Common nó flowers được are white, tô đầy rất là nhiều màu uncommon sắc cho nên mình cũng sẽ are nhìn green, được những cái rare màu nó khác are nhau yellow, luôn. epic flowers are red. Những cái hoa bình thường là màu trắng, những cái hoa mà Sometimes you can find hơi a đặc biệt xíu là màu purple, xanh rồi, cái gì nó chưa dịch kịp. legendary flower. Lẹo quá. Now can you find me four epic flowers? Four Epic Flower là một cái bông hoa khá là xịn sò luôn á. À, B-Vision. Bấm số 1. Oh, đây là những cái bông hoa. Ủa, Red hả? Red Flower. À đây, Red đây. Thì này có con cái nè. Những cái nào màu đỏ là những cái Epic ha. Xong rồi, quá dễ. Màu trắng là những cái hoa bình thường, màu xanh là những cái hoa không bình thường một xíu. Bên comment có nghĩa là ít phổ biến Great hơn. work, little Great sister. work, And now you're full of Bitro. little sister. We use Bitro as a power up to fly Bitro hả? faster. Try it out. You'll feel À, like a rocket. Bitro là một cái giống như là mình kích hoạt nó sẽ bay nhanh hơn rất là nhiều. Bấm nút ship. Ủa, bay như tên lửa vậy? Đúng rồi. Rồi bây giờ đi tới nữa. Này, nãy nha, đây hướng dẫn mình để mình đi ra khỏi tổ. Đi một vòng đồ chơi. Wowzers, that was fast. Okay, one last thing. A proper bee knows how to deposit her collected pollen. Ok, thì mình cần Go on, give it a try. mình cần biết cái cách mà khi mà mình đầy cái túi túi mật hay là gọi là cái để mình khi mà mình đầy cái những cái phấn hoa này nè thì mình sẽ đi về tổ, mình sẽ đưa vào trong tổ ha. Đó. Trả về những cái này thì mình chỉ cần đụng vô thôi hả? Đơn giản vậy, đơn giản vậy luôn á. Nè. Đây là cái tổ ong nè, các bạn chỉ cần đầy các bạn ủn vô một cái là xong. Hay ha. Rồi. Còn nói gì nữa không? Nói lẹ đi bà ơi. Dấu mũi tên là cái dấu năng lượng của mình. Fantastic. You're all set now. Follow the tunnel to return to the hive. Ok, bây giờ đi theo cái đường hầm để quay về cái tổ của mình. Đi thôi, bye bye nha. Lụm vài cái mật chơi. Em rất là cô te luôn. Ê, ê, cái mặt này, ê, các bạn nhìn cái để ý không? Nó ra rất là nhiều cái khía cạnh hình hình này là hình hình gì ta? Hình hình thoi hả? Không phải hình thoi. À, hình gì mà năm góc với năm cạnh bên bà rồi. Giờ đầu óc nó lờ mờ quá.
Nhưng mà tại vì con mắt ông nó hình như mình nhớ đọc cái bài nào nó cũng có, nó khi mà bấm nó vô đây hết, bấm được rồi. Meet the Queen Damaris. Vậy đi gặp ông chúa ha. Ok, đi nào. I mean, the queen. Bibi. Mum là mẹ của tụi này á, là ông chúa. I am, but I don't know what I should be doing. Sao giọng nữ với giọng trai chứ? Mà giọng dễ thương. Cái này bạn nào mà có lỡ xem rồi mà có con nhỏ nhà, các bạn có thể mua hoặc là tải game này về để cho con nhỏ mình chơi ha. Cũng rất là thú vị và rất là dễ thương. I get to choose my job? Được chọn công việc luôn cơ. À không chọn được. À, ông chúa quyết định hết. Mình cần phải đi gặp ông chúa. Ok. Wow, tổ ong nè các bạn ơi. Đá vậy. Cái kia là cái đường đi ra đó. Còn này mình đang đi vô gặp ông chúa. Nhiệm vụ mình là kêu đi gặp ông chúa. Ai to vậy. Chà, nhìn rất là dễ thương các bạn, là cực kỳ dễ thương luôn. Bibi, Bibi tới đây. Hold it, don't move. Này là mấy con ong ghét cỡ. Đứng đó, cấm di chuyển. Tại sao mày tiếp cận nữ hoàng? My gods. Let my newest child approach me. Bibi. Well, little one. You are a honeybee now. Mình là một con ong mập. Forth into the world. Collect pollen for the hive. Ok, bây giờ bay ra ngoài thế giới để đi lấy phấn hoa về cho tổ. Vậy thôi. Hết bay được cái kia rồi. Do hết cái chức năng kia rồi. Ô, to ông đảo các bạn ơi. Thiệt luôn, cái game này nó cute kiểu gì á. Rồi, bây giờ mình đi ra ngoài khám phá cái thế giới bên ngoài ha. Đó, đây là ông chúa nè, đây mấy con nè, ông thợ, ông mật gì đó. Ui, đây là cái thế giới bên ngoài. Ông nhiều vãi. Con kia con gì, con kia con nai à? Không, hù chứ. Ồ, hù cái này là mấy thứ ta. Không, nói chung là mỗi cái tựa game mình chơi thì mình sẽ tiếp thu được rất là nhiều. Game này là vị thế giới độc vật. Nó na ná vậy, đợt trước là chơi khỉ đúng không? À, vượng chứ nhầm, đợt này là chơi ong. Ê, như có hai loài ong mình thấy hiện tại trước mặt mình. Lúc nãy nó mới vừa bay qua. Ôi, mấy con ong này mấy ong nào vậy? Khác vậy, nhìn nó màu nó khác hẳn mình luôn. Rồi một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra. Whoa, giữa một đống ong tông với mình. Ok, cần phải cẩn thận hơn. All right, let's gather some pollen. Ở đây là cái tổ mình có thể bây giờ đi lấy. Ơ, màu trắng hả? Trắng không mà các bạn. Cái này con mắt nó nhìn nó kỹ không? Con mắt các bạn thấy không? Nó chia rất là nhiều luôn. Toàn màu trắng không ạ? Ê, 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 đây là cái công viên ha. À, có người là mình chích nó được. Mình chích, hello, hello. Oh. Mình chích được hả? Mùm cha mày chích mày bây giờ không? Nghe đúng ghét luôn. Rồi bây giờ đi thu thập những cái bông hoa mà nó yellow flower nè. Rồi. Ồ. Nè yellow nè. Ồ, bị gì ta? Nó bị gì á các bạn ơi? Hay là nó không tính bông hoa này? Ừ, chắc là không tính rồi. Số kỳ ta có cái nó tính cái nó học. À yellow. Vậy là cái màu kia là màu green. Green với yellow nó hơi giống nhau. Ok, cái màu con ong ở dưới kia mà nó hơi hơi lạ lạ một xíu. Distressed đi. Muốn chích tụi này ghê luôn á. Cho nó chích nữa mới đã các bạn. Ý trời, fan hâm mộ.
Mày nghe nó nói cái gì không? Ở đây có một con ong em bị phân tâm mà. Hello, are you alright? Ê mày ổn không? Do you need help getting back to the hive? Mày có cần tao giúp hộ tống mới về tổ không? What? Sick bee, Jackie. I don't feel so good. I don't feel so good. Con này bị bệnh rồi, sắp chết rồi. Spinning. Không, nó chắc nó bị choáng. You leave me alone. Oh, nó đuổi mình đi. Bây giờ mình cần phải wait. Đi theo nó. Đi theo nó. Và không có được mất dấu. Nó đâu rồi? Ủa nó đâu rồi? Ủa? Follow the bee. À đi theo cái dấu này. À đi theo cái dấu này, nó là cái con kia. À. Ok ok. Tôi muốn giết bạn mà. Ê các bạn nhận. Stop. Slow down. Ui à mấy cái cơn kia là cơn gió nó thổi mình nha các bạn. I need to find my hive. Con này đã chắc là nó hút nhầm cỏ rồi hay sao á. Đúng ngáo luôn. Mình kêu là bây giờ mình giúp nó đi về tổ, nó không chịu. Ủa đâu đâu rồi? À đây đây đây. Sao vậy? Giờ nó kêu nó cần đi về tổ. Ngáo được chứ. Làm sao chơi cỏ nào xinh xịn xíu nha bồ. Giờ mình cần phải đuổi theo nó. Bà nội cha mà. Ê các bạn nghe mấy đứa nhỏ nó khóc không? Hay là có mấy cơn gió nè. Kê. U. Đông ong vãi. Rồi khi nào mới đuổi theo nó xong vậy? Mệt vậy? Ê, kìa. Ê, nhìn ông nó hơi lạ. Ủa? Oh, what? You nosy little bee. Từ từ, what là gì ta? Ông thợ hả? Hay là cái gì? Chết bà, nó đụng với nó rồi. Nó đuổi mình đi rồi. Oh, yeah? We'll see. Giờ làm gì? Tấn công luôn. Ê, có tấn công luôn các bạn. Ôi, xin. 3, 2, 1. Tấn công kiểu nào? Chuột. À bấm chuột, ok, hiểu rồi. Mày láo. Màu đỏ là bên chuột trái, màu xanh là bên chuột phải. Láo quá mày. Này cú kết liễu nè. Kết liễu. Láo ông. Đúng ra nãy mà mình quýnh nó nhiều hơn là mình giết nó xong rồi. Ông quýnh bụp như thật á. Ok, thắng nha mọi người. Ui, đơn giản. That's it for me. But just you wait. Bye. Hey, it's safe to come out now. You can go home. I remember now. I ate a piece of a rotten apple. Ăn một mảnh một miếng táo và cái vội vị của nó rất là vui. Oh, I feel so sick. Chắc ăn nhầm táo bị hư hả? They'll help you back in the hive. We're all family after all. Thank you. Bibi. Mình có thể hấp thụ cái năng lượng của mình bằng cách là mình ghé những cái đồ vật này của con người. Ấy cái này giống như ai cái kẹo hả? Cái kẹo các bạn nè. Mình hết chức mạnh rồi đúng không? Xong rồi mình ghé vào đó lại mình sẽ có lại. Ê nít nè. Từ. Đây cái con bóng mình chích nó được không ta? Ê. Được luôn kìa. À
bấm cái này đi. Nè, bấm cái này đi chích nè, chuột phải đi chích nè, nè nè nè, chích 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 chích. Chích thằng quỷ này đi. Nhảy đi ghét. Chích. Trời mà. Chích. Nó vẫn nhảy. Nó vẫn nhảy. Không, tụi này hút hút cần nặng rồi, không chơi nữa. Bây giờ mình đi về tổ của mình ha. Nè, ghé cho mấy cái này nè. Ây da, ây da. Cái này chơi cái tựa game này mình nhớ là cái phim con ong á các bạn. Bạn nào có xem phim đó không ta? Ong nói chuyện với người phim hoạt hình á. Mình còn đó, mình khoái coi phim đó. Dễ thương. Trời, phải bóng chuột phải nó mới nổ con bóng được nè. Đó, bóng giữ cái nó mới chích được, nó mới nổ con bóng được ha. Piu. Piu. Vui đúng vui. Nhưng mà không chích người được. Không, không chích mấy đứa nhỏ, chích mấy người lớn. Chích cái ơi. Không chích được. Ê, nó đuổi mình ra kìa. Ừ, nó phải cho mình chích người nó mới đã. Kiểu ghét nào chích đó mới vui. Xong rồi chích nó cái nó sợ nó chạy hay là nó bị sưng lên gì đó mới vui. Đây là cái công viên ha. Mình có thể bay vòng vòng thành phố này luôn nè. Ê, ba thằng bay làm gì đó? Hello, làm gì đó? Oh, humans, they've never come this close before. Nó định chặt cây các bạn ơi. Con người nó chưa bao giờ tới gần những cái khu này tới như vậy. Bây giờ đi tìm cái lối vào của cái tổ ong đây. Chắc là chắc chắn tụi nó sẽ định chặt cây tại vì nó đứng có cái máy khoan nữa kìa. Máy cưa cây chứ nhỉ. Ủa cái này con chúa đúng không? Lúc mà nó ra nó có cái mùi gì các bạn, nó có cái vòng trắng trắng nó bay ra. Cái mùi hương hay sao? Humans are trying to destroy our tree. Con người đang muốn phá cây của chúng ta. But they will be back soon to take away our home. Ok, nó bỏ đi rồi nhưng mà nó sẽ quay trở lại sớm thôi. Giờ chích được nó đúng không? Cho chích đi. Nhanh nào. Do not be afraid. From this day on, all of the scouts, but only them, are obliged to search for a new place for us to live. As for the rest, get back to your duties. Ok, từ hôm nay thì những ông có cái công việc là sẽ đi tìm một cái chỗ mới cho toàn bộ bầy đàn ở, và những cái con còn lại thì sẽ tiếp tục cái công việc như bình thường. Ok. Bắt đầu có nhiệm vụ nhiều hơn rồi các bạn. Rồi bây giờ mình thả cái mật ở đúng rồi. Cái phấn hoa lúc nãy mình vô đây. But epic pollen is hard to find. It may be time to visit our library. Bây giờ đi vô thư viện hả? Đây. Hai cánh đấy, hai cánh trên đầu mình không biết nó làm cái gì ha. Giờ mình vô để mình tìm cách xem là làm sao để lấy được những cái phấn hoa mà nó thuộc dạng là sao ta? Nó yêu thích cái đó làm sao cho các bạn hả? Ôi, đây là cái thư viện này. Nó có rất là nhiều luôn. Yes, there are many places with good pollen. Có rất là nhiều nơi với những cái phấn hoa rất là tốt. Ok, bây giờ mình còn đi tới. À, mình chỉ cần đi vô đây mình check cái là ra hả? Không, nhiệm vụ nó bắt sao thì mình mới đi như vậy. Rồi, ok, vậy thôi video này mình sẽ tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tựa game Bee Simulator này. Và nếu các bạn thích cái tựa game này đừng quên like cũng như đăng ký kênh mình và ủng hộ cho mình với nha. Thì nếu mà bạn thích thì hãy tạm sau mình sẽ làm tiếp cho các bạn xem. Bây giờ mình đi khám phá khu này một xíu rồi đã. Ê, con này bự quá vậy, không giống mình á. Con này giống mình nè. Tụi bay đang làm gì đó, ba đứa bay. Trời, nhìn ông, nhìn mặt ông nhìn thèm ghê luôn á. Thôi nhưng mà mình không có thích ăn mặt ông lắm. Thèm nhìn nó hay dư dư thôi. Nó quá trời luôn nè. Ơi, lạc đường rồi các bạn ơi. Rồi, hình như cái gì vậy?
À không cho đi, cái tượng dung nham. Nhìn giống dung nham thiệt luôn á. Rồi thôi, mình sẽ dừng video tại đây nha. Chào các bạn. Bye bye.